Âm Thanh Bãi Tiến Phương Kiên Giang xin kính chào anh em. Hôm nay mình có một số phân tầng lo bát bán cho anh em đây. Trước tiên để mình đi ra bộ phân tầng của JBL nè anh em. À, anh em nào biết này thì chạy trong mấy cái JBL KB nè. 610, 612, 615 ha. Thì ba dòng này thì nó đều chạy một bộ phân tầng này. Ha. Thì anh em nào biết là nhà gồm cái tủ vàng nè, ha, cuộn dây vàng nè. Nhất là cái cuộn này nè, ha. Cái cuộn lọc chép của JBL nè. Anh em nhìn là biết nè, có model 3 đời ha. Đời này đều xài chung một bộ phân tầng. Đó. Bộ phân tầng 7 nè, rất là xịn sò nè, đầu tháo thùng. Nó còn hơi bụi bặm chút nha mấy anh em. Ha, mình mới lau chùi sơ sơ thôi. Ha, bộ này còn rất đẹp nè mấy anh em. Đó, bộ này anh em nào chốt mình bán cho 700 ngàn nè. Phân tầng của JBL chạy 3 đời nè ha. Đó. 610, 612, 615 nè. Mấy anh em nhìn thấy mấy cái tụ nè. Rất là xịn sò nè ha. Tụ nhìn mấy anh em nhìn biết cái tụ của hàng bãi nè. Ha. Đó, anh em 400V. Đây. Ha, 2.2. Rồi tới đây mình có tiếp tục. Đây. Mình có hai bộ phân tầng của mặt tin mấy anh em. Dòng này mình có mặt tin tháo thùng cho mấy anh em nha. Mặt tin ở đâu nè, ha. Nè, tụ MKB 400V không nè. Tụ 15 này mấy anh em thấy không? Đó, MKB 400V nè. Đó. 10 chấm nè. Đó, MKB không mấy anh em nhìn thấy không? Nhìn cái cuộn dây thôi. Ha. Cái dàn tụ thôi. Nội 4 cái 5 cái tụ này thấy mấy anh em thấy không? Nè. Đó, mấy anh em mua mới mà mua 20 tụ xịn như vậy nè mấy anh em mua đi. Nè, những cái tụ xịn này mấy anh em nhìn nè. Đó. Rất là đẹp ha. Mình có hai bộ như nha nè mấy anh em. Thì mấy anh em nào á biết chơi á, mà phân tầng mới biết. Ha, phân tầng không phải tụ nhiều mà hay mấy anh em. Quan trọng là những cuộn dây này nè, những cái tụ này xịn nè. Đó. Cho nên á, mình gáp á, mình mua những cái tụ xịn này nó rất là đắt, cho nên anh em mua toàn là tụ hàng mới thôi. Ít có mua tụ bãi này lắm, tụ bãi này giá rất là cao. Cho nên cái phân tầng nó hay là nó hay ở cái tụ và những cái đồ lọc xịn trên đây, chứ không phải hay ở cái là điện trở nhiều hay là tụ nhiều. Cho nên mấy anh em mua mấy anh em cũng phải nên biết cái vấn đề này. Ha, chứ đừng thấy tụ nhiều là hay đâu, không hay đâu mấy anh em. Quan trọng là đồ xịn thì nó sẽ trong tiếng nó sạch nha mấy anh em. Cái này mình có hai bộ nè, tháo trong thùng mặt tin ra nè, hai bộ nè, ha. Thì bộ này mình bán cho 800.000 bộ nè, phân tầng có mặt tin nè ha. Đó, mấy anh em thấy tại trụ 400V trụ MKB không đâu. Đó, thì mấy anh em nào có từng làm phân tầng mới mua cái tụ này mới biết mất tiền nha mấy anh em nha. Tới đây mình có một cặp 30 nè mấy anh em. 30 ha, lo này từ nó khoảng 180 khuôn 76 mấy anh em. Ha, khuôn lớn, khuôn khoảng 70 bảy mấy á. Mấy khuôn lớn nè. Ha. Khoảng 70 mấy đó ha. Thì cái lo mà nằm trong cổ khuôn á thì mình không dám nói chính xác được. Thì nó nằm bảy mấy thôi. Thế còn mà nói chính xác thì nữa đo không đúng rồi mất công phiền ha. Thì từ 180 cổ khuôn rất lớn ha. Mấy anh em nhìn khuôn lỗ cổ lớn nè. Đó. Thì mấy anh em nhìn là biết những cái dòng này nè ha. Mấy anh em mua nè. Nhìn là biết nè, lo bãi tầng nó đen nè ha. Đây ha, màn cũng vậy nè. Đó, màn sợi dây tinh đóng ánh nè mấy anh em ha. Đây. Cái lo bãi á mấy anh em phải nhìn cho kỹ nha. Đây. Cái viền nó màu nâu nâu nè mấy anh em thấy không? Đó. Đó, viền màu nâu nâu nè mấy anh em thấy không? Đó, cái viền nó thôi ha, keo thẩm dầu zin của nó đây. Đó. Đây. Mấy anh em thấy không? Đó, keo tổng dầu zin của nó lỗ mũi nè, hình xoắn ốc nè mấy anh em thấy không? Đó. Thì mình có cặp này á gần giống nhau mấy anh em, giống nhau 90% luôn. Khuôn từ màn gần giống nhau. Ha, cặp này mình 30 nè. Mình quay kỹ cho mấy anh em coi nè. Ha. Cái cặp này lỗ mũi nó nhăn một xíu thôi. Nó có nhăn nhăn vậy thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì ha. Là do mình vận chuyển về số lượng nhiều quá, nó bị cấn nó nhăn nhăn lỗ mũi thôi, còn khuôn là mình bao zin hết mấy anh em nha. Đó. Không có gì ảnh hưởng gì hết, nó nhăn lỗ mũi một xíu thì này không có ảnh hưởng gì. Ha, mình bán rẻ cặp này luôn cho mấy anh em 1.700.000, đúng chất bãi mấy anh em nha. Đó, thì mấy anh em á bữa hôm nào mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em những cái lo bãi nha. Đó, lo bãi thường thường mình mua 500-700 cặp về cũng không có hiệu hạt gì đâu ha. Đa số là đồ bãi thì nó không có hiệu gì, nó chân chu là như gì ha, ít có hiệu mà này kia cái nọ nha. Còn nếu mà có hiệu thì mấy anh em nên suy nghĩ lại nha. Còn bữa nào mình sẽ quay một cái video một đống lo nhà mình cho mấy anh em coi, hầu như là không thấy cái hiệu made in Italy gì đâu, Anh Quốc gì là mình cũng không thấy đâu mấy anh em ha.
mua lô 7 thì giá lô 7, chứ còn nói Anh Quốc thì không có được ha. Mà Anh Quốc cũng có giá đó mấy anh em ha, tiền nào giải nấy nè. Nè, tới đây mình có một cặp nè, nít sồ mấy anh em, nít sồ nha, nít sồ 30 nè. Lo nè, đó lo nè, hiệu này hàng bãi nè mấy anh em, nhưng mà hàng bãi nó nhiều hiệu nó mình cũng chả biết nó hiệu gì, nhưng mà nhìn cái lo chất bãi là mình biết liền anh em thấy không ha. Nè, cái màn cái từ của nó nè, keo màu hồng nè anh em thấy không đó, mã dạch trên từ nè đó. Anh em thấy không, từ nó mung đen dày, từ cái lo này cool 76 nè ha. Hai chiếc này thì nó giống nhau mà lai nhau xíu cái đích nè anh em, chiếc này cũng cool 76 luôn anh em nè, anh em thấy không, cái đế keo màu hồng nè anh em nhìn thấy không đó, cool 76 luôn. Mà nhìn chiếc lo bãi là mình nhìn nó rất là, nhìn nó cũ kỹ thiệt nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Anh em nào biết chơi lo thì nhìn mới biết đó là đúng chất bãi mấy anh em. Từ của nó đen rồi nó dày, từ rồi đế nó làm rất đẹp ha. Nhưng mà bề ngoài thì nó cũ kỹ, nó tay lò bãi thì nó bụi bặm rồi ha, nó không có mới giống như đồ mới được. Nhưng mà tiếng của đồ bãi thì nó rất là hay mấy anh em. Cái từ của nó rất là lâu xuống, cho nên từ chỗ cái từ của nó nè, chất lượng cao cho nên độ nhạy của nó rất là nhẹ men. Không giống như hàng mới nè, cung đụng sáp đây đó, giống nhau ha. Lai nhau chút xíu mấy anh em, cái lo nét sồ nè 30 mấy anh em nha, đây nè còn rất đẹp luôn ha, lo còn rất mới, lai nhau xíu nè. Cặp này bán 2.300.000 nè mấy anh em, 2.300.000 cặp lo nét sồ 30 nha mấy anh em nha. À, tới đây mình có mấy cái chiếc lẻ nè, 40 pin xi nè mấy anh em, 40 pin xi nè, chiếc lẻ ha. Chiếc này từ 108 cun nó khoảng 70 mấy đó ha, khoảng 76 có hơn nữa mấy anh em. Cổ này lớn nè ha, keo màu hồng nè đó ha, chiếc này nè, chiếc này mấy anh em thấy không, mình quay cận kẽ cho mấy anh em coi nè đó, màn mình sợi thủy tinh nè, chiếu chiếu nè mấy anh em thấy không đó, đây lo này thì mấy anh em thấy nè, nó cũng còn rất mới nè ha, lo này full 76 lấy lên ha, từ 7 mấy lấy lên nè mấy anh em nha, cho nên mình không biết chính xác, mình chỉ nói gì thôi, chứ còn nói chính xác 7 mấy thì mình không có dám nói, tại vì nó nằm ở trong cái cổ cun này mình thấy nó bự thôi ha. Còn nói mà đo chính xác thì phải làm ra lấy thước gì em đo mới biết ha. Có lúc găng tẩm dầu luôn mấy anh em đó, găng tẩm dầu nè đó, làm sao rồi rất đẹp. Chiếc này mình bán cho 1.100.000 ha, anh em về gáp lo kéo, gáp lo full cũng được, làm motor cũng được nha, full lớn ha. Chiếc này cũng vậy, chiếc này mấy anh em thấy nè, cũng màn sợi thủy tinh đóng ánh nè ha, cun cũng bự nè ha, từ 7 mấy ăn lên ha, từ khoảng 180 anh em, đích 3 lỗ ha, nhìn là biết lo bãi xịn sò mấy anh em ha. Ha, mình bán là nó tuy gần lo không hiểu thiệt, nhưng mà mấy anh em nhìn là biết lo bãi liền ha, mình quay rất là cặn kẽ cho mấy anh em coi. Đây chiếc lo này cũng còn rất mới nè mấy anh em đó, màn mình mấy anh em thấy không, màn mình sợi thủy tinh nè, tiếng của nó mấy anh em búng đi, nó rất là mềm chắc ha. Chiếc lo này cũng còn rất mới luôn, cũng bán 1.100.000 nữa mấy anh em nè, anh em mua cặp nè, một chiếc 1.100.000 một chiếc nè ha, nhìn là biết, anh em nhìn thấy màn không, ống ánh liền. Rồi tới đây mình có một chiếc nè, pin xi xương đôi nè mấy anh em, xương đôi ha, để có mã dịch nè 80. Thì chiếc này nè, cái keo nó là mấy anh em thấy cái keo gâu nó giống BNC ha, đế từ 7 màu nè mấy anh em thấy không đó, rất đẹp, keo nhện ha. Cái này hình như cái màng nó có đóng số sao năm sản xuất sao, nó nhỏ đây đó, cái nhện nó màu vàng nè mấy anh em thấy không, cái nhện nó màu vàng, cun từ cun khoảng 76 mấy anh em. Đây à, giấy bằng sợi thủy tinh này rất đẹp luôn mấy anh em. Ba gân, gân nâu luôn mấy anh em, đây nè mấy anh em thấy không đó, ba gân gân nâu, nhìn là biết chiếc lo bãi ha. Mấy anh em mua đồ nhìn hàng bãi là biết liền, mấy anh em nào nhìn mới biết, mà quen mới biết, còn nhìn hàng không quen, nhìn hàng mới với hàng bãi nó gần gần như nhau, cho nên mấy anh em không phân biệt được đâu ha. Nhưng mà nhìn chiếc lo bãi biết liền, từ cun trong nè, anh em không? Rồi
chiếc này mình bán cho mấy anh em 1.300.000, 1.300.000 chiếc lo này mấy anh em ha. Lo còn rất đẹp, rất mới nè, còn như mới luôn, pin xi xương đôi nè. Lo này thiên dịch tiếng mấy anh em, lời nó là lời rất là hay nè ha, giấy láng lời rất hay. Còn chiếc này thì hơi có bát nhiều mấy anh em ha. Rồi tới đây mình có một chiếc lo đát nè, lo có thể làm súp được cho mấy anh em nha. 40 đây nè, 30 hẹt nè, xuống sâu được 30 hẹt nè, thấy không? 30 hẹt là quýnh súp quá ngon lành nè, thấy anh em thấy không? 30 hẹt tới 2 kg nè, 80 ohm 500W nè, đổ gàng mấy anh em ha. Lo đát xịn nè, nè đát audio nè, đây nè. Đó, lo này có thể mấy anh em làm súp được, xuống 30 hẹt làm súp quá tốt mấy anh em. Nè, có để giải tầng luôn, đát ha. Chiếc này từ 22 cool 100 mấy anh em, còn luôn có bao da ở ngoài luôn nè. Ha, còn luôn bao da ở ngoài luôn, cool 100. Đây nè, cái keo zin cổ nó còn lắm anh em. Đây nè, zin cổ của nó còn. Đây, lo rất đẹp luôn anh em, nè mình quay nè. Ha, lo con zin zin cổ nó còn nguyên cái zin cổ của nó luôn. Lo đắt. Đây, quay kỹ cho anh em xem. Ha, zin hết nha anh em, zin hết từ A đến Z nha. Mặt lo nó đây. Đó, lo còn quá đẹp là cổ cuôn nữa nè, anh em thấy không? Còn zin đít đẹp luôn, ha. Lo nó quá đẹp. Đây, lo đát nữa anh em nè. Lo này lo tháo thùng đát Tây Ban Nha xịn nè, ha. Chiếc này mình bán 3 triệu, có thể mấy anh em này làm súp 40 nha, làm full cũng được, nhưng mà full là phải chép lớn nha. Cái này nó này cái giải tầng nó rất quá sâu, giải tầng tới 30 hẹt mấy anh em. Đó, đát. Đây. Đắt ha. Tới đây mình có một chiếc xeo tàu nữa mấy anh em. Xeo tàu 50 mấy anh em ha. Xeo tàu 50 nè. Đó, xeo tàu 50. Ha, 50 xeo tàu nè, lo là lo có pháp mấy anh em nha. Rất là cao, rất là sâu nè. Các anh em từ rất là dày luôn. Mấy anh em thấy từ của nó không? Từ của nó dày gấp đôi lần của người ta đó. Chứ không phải thường đâu. Cái từ của xeo tàu nè mấy anh em nha. Đó, lo là lo pháp xịn nè mấy anh em nha. Anh em nhìn cái kẹo cổ cun đó nè. Cổ gheo công nữa nè, thấy chưa? Nó làm rất là đặc biệt nha mấy anh em, nhện đen mà lo rất là cao, rất là sâu. Chiếc này quýnh rất là dữ nha, màn có đóng siêu tàu luôn mấy anh em. Đó, lo này thì khỏi nói là nhện đen rất là nặng mấy anh em ơi, nặng nè, nhện đen mà zin hết chân nha mấy anh em ha. Lo này thì nó có một lớp gân keo nè, gân tẩm dầu nè ha, màn ba sóng lỗ mũi nè. Đó, nó mũi của nó nè mấy anh em, rất đẹp luôn nè. Đó, có quặng lo rất là sâu, mà lo này là mình mua tồn kho mấy anh em nè ha. Lo này mình thấy cũng chưa bắt ốc xài luôn nè, lớp keo nó còn nguyên rồi mấy anh em. Xeo tàu của cái này của Pháp mấy anh em, mấy anh em nào biết thì sẽ biết nó liền ha. Cái lo này mình có một chiếc lẻ nè, nên mình bán 4.800.000, quýnh rất là dữ. Anh em nào tìm hiểu cái lo này đi ha, quýnh rất là dữ. Chứ không phải á, mấy anh em á, nhìn thấy hiệu là lạ, nhưng mà thật sự ra Việt Nam mình á mấy anh em chỉ biết Vivay nè, Vibeo nè, hay là EV gì đó. Hôm qua mình đăng mấy cái lo EV á, có bác nào vô bình luận á, EV là xịn rồi, Vivay, Vibeo là xịn, còn RCF với ôm là vớ va vớ vẩn. Mình nói thật với mấy anh em á, Việt Nam mình chỉ hiểu được có nhiêu đó thôi ha. Còn những dòng này á, thật sự ra chưa hiểu lắm ha, cho nên mới bình luận vậy. Cho nên không có tìm hiểu về lo mà nói như đúng rồi. Không, mình cũng làm biến nói chuyện. Nhưng mà người đó. Tới đây. Mình có một cặp 30 nè. BK không mấy anh em. 4 số 9. Cái lo này lo 30 mấy anh em. Lo 30 nha. 1000W nè. Maximum. Power nè. Độc man 430W. Lo của Nhật mấy anh em nè. Nhưng mà lo này mình mua tồn kho nó còn mới nữa mấy anh em. Mới trong thùng luôn nè, nó thùng nó là gì nè mấy anh em. Lo là lo 30 mấy anh em nha, 30 BK nè. Lo rất đẹp. Mình lấy anh em coi. Mà lo này công suất lớn mấy anh em. Đây, 4 cái chép nha. Mấy anh em này là tìm hiểu nó 4 cái chép. Một cái bát 30 nhưng mà bát này full rất lớn. Tại vì nó tới 1000W maximum thì 400W thì cái bát này rất lớn mấy anh em. Cái chép nè, gặp 4 chiếc BK lo là lo 30. Mình khẳng định là lo 30 nha mấy anh em. Cho nên mấy anh em coi trên mạng nhiều khi thấy lo 25 nha. Nó cũng 4 chiếc 9 nhưng mà nó là 25.
ha, mấy anh em giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Cái loa 30 nè, hàng tồn kho còn mới luôn trong thùng nha mấy anh em. BK nè, ha. 4.9. Bát kinh bát này cun rất lớn mấy anh em. Hình như cun 60 số mấy lần á, hình như mình cũng chưa tháo coi, để bữa nào mình tháo coi thử. Hình như bát nó cun lớn lắm nha. Mà loa này mấy anh em nào đam mê karaoke hát phòng thì thôi số 1 rồi. Ha, 4 chép, 1 bát BK 49 bát 30. Cái này nguyên đai nguyên kiện nè, mình bán 10 triệu cặp này nè mấy anh em. Mấy anh em xem giá mới đi ha, mình bán cái này chừng nửa giá tiền so với mới thôi mấy anh em. Mà phải đúng hàng xịn nha mấy anh em ơi, đúng hàng xịn, cái này mình bao đúng hàng xịn. Rồi. Hôm nay anh Thăm Bãi Tiến Phương nha, có số lo bán cho mấy anh em. Anh em mua thì liên hệ với mình. Mình xin cảm ơn mấy anh em. Và xin hẹn gặp lại video tiếp theo, xin tạm biệt mấy anh em.